Với đặc thù của một đô thị, hiện nay thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có không ít công trình nhà vừa phục vụ kinh doanh buôn bán vừa để ở. Đây thực sự là mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ rất lớn. Vì thế mà công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này là cực kỳ quan trọng nhằm hạn chế không để xảy ra những vụ hỏa hoạn đáng tiếc. Đây là hiện trường sau vụ cháy cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô Linh Bầu trên quốc lộ 1A, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Chỉ sau 2 giờ xảy ra cháy thì giờ đây cơ sở chỉ còn là bãi đất trống. Toàn bộ nhà gần 200m² cùng với hàng hóa và tài sản bên trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính lên nhiều tỷ đồng. Trong khi đó, cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô Bình An nằm sát bên cạnh cũng bị cháy lan và thiệt hại cũng rất nặng nề khi hàng hóa bị thiêu rụi hơn 50%, cùng nhiều tài sản cũng như ngôi nhà 3 tầng bị cháy, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại của gia chủ lên gần 6 tỷ đồng. Mặc dù vậy, điều may mắn nhất là vợ chồng ông đã thoát chết trong gang tấc khi lửa đang bắt đầu bao trùm ngôi nhà. Tôi vội vàng tôi mở cái cửa thoát hiểm, tôi mở bằng cách như thế này. Đây là cái cửa thường bình thường là đóng lại như thế này. Tôi vội vàng tôi đẩy cái cửa thoát hiểm này ra và tôi mở ra và tôi đi tìm cái kiếng, tôi tìm những cái ghế. Tôi không tìm kiếm mà tôi tìm những cái ghế, tôi để ngay chỗ này, ngay tại đây cho vợ tôi, để cho vợ tôi làm cầu thang leo lên. Thì ngoài cửa đây nó có cái cầu thang thoát hiểm. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ Cứu nạn thành phố Biên Hòa, thì trên địa bàn hiện có hàng chục ngàn hộ đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Trong đó, phần lớn là cơ sở hộ kinh doanh vừa tận dụng để làm nhà ở. Do đó, mối nguy cháy nổ là rất lớn, bởi các sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, sử dụng các thiết bị điện đều có nguy cơ cháy nổ rất cao. Thực tế, trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ cháy cơ sở vừa kinh doanh vừa ở, gây thiệt hại nặng nề. Trong đó, hai vụ tiệm mút bọc in xe ở đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng năm 2013 khiến 5 người tử vong, và vụ cháy cơ sở sửa chữa điện lạnh năm 2016 khiến 4 người tử vong tại phường Tân Biên vẫn luôn là bài học đắt giá. Và cái quan trọng nhất là phải có đường thoát hiểm. Tại vì khi mà xảy ra sự cố là rối lên, là không biết đường nào mà chạy, là lúc đó là ở trong nhà là chết luôn. Với lại một cái nữa là phải luôn giữ an toàn điện, cẩn thận, hệ thống điện đi phải chắc chắn. Rồi nên gắn, nếu mà được thì nên gắn chuông báo cháy ở trong nhà để khi mà cháy ở trong nhà biết. Đối với các cái hộ kinh doanh vừa ở, cái thứ nhất là theo quy định của Bộ là chúng ta phải tham gia vào cái tổ liên gia. Cái thứ hai là phải trang bị cái phương tiện phòng cháy chữa cháy, thì mấy cái hộ này đều trang bị phương tiện phòng cháy cháy. Cái thứ ba nữa là phải được tập huấn về phòng cháy cháy. Cái thứ tư nữa, đối với các cái thiết bị phương tiện, thiết bị điện trong nhà là phải thường xuyên kiểm tra. Thứ hai là các cái vật liệu dễ cháy là chúng ta cũng để tránh xa các thiết bị điện và thường xuyên kiểm tra các cái nguồn lửa, nguồn nhiệt ở trong cái khu vực gia đình để đảm bảo an toàn. Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, một lần nữa, công tác phòng cháy chữa cháy nói chung tiếp tục được đặt ra một cách cấp thiết và nghiêm túc. Trong đó, đối với các cơ sở vừa kinh doanh vừa ở, thiết nghĩ các ngành chức năng cần cân nhắc và xem xét quy định một cách chặt chẽ để cấp phép nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.